Phụng với Quỳnh chơi với nhau từ năm lớp 7 tới giờ. Cảm giác của Phụng lúc này là vừa vui mà vừa buồn nữa. Khi mà Quỳnh lấy chồng rồi á thì có thể là Phụng Quỳnh sẽ không còn về Việt Nam nhiều nữa. Cũng nhiều lúc vừa muốn Quỳnh lấy chồng mà nhiều lúc mình không lấy chồng nữa. Nhưng mà hạnh phúc của Quỳnh là trên hết, nên là Phụng chỉ mong Quỳnh hạnh phúc thôi, không muốn gì hơn nữa. Thì chúc Quỳnh với Hải trăm năm hạnh phúc. Và vỗ tay thật lớn để cùng chào đón chú rể Vũ Hải, cô dâu Phương Quỳnh. Thì nói chung là đây là tập thể lớp 95. Thì nói chung là cũng chịu đựng cặp đôi Hải với Quỳnh cũng lâu, một thời gian khá lâu. Thì rất là vui khi mà thấy hai bạn cưới nhau thành đôi. Thì chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Chúc mừng năm cưới Hải Quỳnh, chúc năm hạnh phúc, chúc năm hạnh phúc. Cảm giác hôm nay rất là vui và hơi say say chút. Ôi vậy? Rồi chúc cô dâu chú rể rồi là trăm năm hạnh phúc. Thì chúc hai anh chị hạnh phúc nha. Chứ em không biết chúc gì nữa rồi. I give you all my best wish. So yeah, I don't want to say. Thì lời đầu tiên anh muốn nói là hôm nay rất là vui. Thì anh muốn chúc là Hải với Quỳnh là sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, yêu thương nhau. Rồi sau này nhiều chuyện vui nữa thì anh sẽ cố gắng góp vui. Ngọc là cô và rất là ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa. Chúc cho hai đứa lúc nào cũng hạnh phúc và bền lâu và có những đứa con thật là đáng yêu nha. Mau có con nha.